Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta chỉ biết được hình vuông có cạnh là 2a, khoảng cách ở đây là a căn 2 chia cho 2. Thì chúng ta biết rằng chúng ta chưa có độ dài của SA, như vậy SA mình sẽ đặt là x nha. Thì bây giờ chúng ta trong trường hợp này mình sẽ sử dụng phương pháp tọa độ hóa, mình sẽ đặt trục OXY tại vị trí tâm là A. Bây giờ chúng ta đã có khoảng cách giữa OM và SC, đó chính là A căn 2 chia cho 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tất cả các tọa độ nha. Bây giờ tọa độ O thì chúng ta thấy rõ, nó là tâm của hình vuông. Thì chúng ta biết rằng, nếu mà tâm của hình vuông thì từ AB này mình chia cho 2. Thì chúng ta sẽ có vị trí giá trị X của O chính là A. AB là cái cạnh này, mình chia cho 2, cũng ra giá trị A luôn. O nằm trong mặt phẳng OXY cho nên Z bằng 0, cho nên chúng ta sẽ có tọa độ A, A, 0. Tiếp tục, chúng ta có M là trung điểm của SB. Bây giờ chúng ta có tọa độ B, ở đây chúng ta sẽ có là 0, 2A, 0. Còn tọa độ S, ở đây chúng ta có 0, 0, X là giá trị chúng ta chưa có biết. Cho nên giá trị M ở đây chúng ta sẽ lấy hai giá trị cộng lại chia cho 2. Như vậy chúng ta đã xong OM. Bây giờ chúng ta còn đoạn SC. Thì chúng ta có S rồi, có đây C. C có tọa độ ở đây sẽ là 2A, 2A và số 0. Tại vì sao? Chúng ta có AB song song với lại BC, cho nên giá trị của C của X đó chính là 2A. Tương tự, ở đây là 2A, bên đây cũng 2A, giá trị của Y cũng là 2A. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm hai vector. Đầu tiên đó chính là vector SC. Và vector tiếp theo đó là vector OM. Chúng ta sẽ lấy tọa độ C trừ tọa độ S thì chúng ta sẽ có là 2A trừ cho 0 là 2A. 2A trừ 0 là 2A luôn. 0 trừ X là trừ X. Tiếp tục tọa độ OM thì chúng ta sẽ lấy tọa độ M trừ tọa độ O thì chúng ta có 0 trừ cho A là trừ A. A trừ A là 0. X chia 2 trừ cho 0. Tiếp tục. Để dễ dàng cho tính toán, mình sẽ lấy hai cái điểm chéo nhau là OC, tại vì OC nó có giá trị. Thì chúng ta lấy 2A trừ A, 2A trừ A, 0 trừ 0. Chúng ta sẽ áp dụng công thức khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau trong không gian. U1, U2 chính là SC, OM, M1, M2 chính là OC. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm tích có hướng của hai đường SC và OM trước. Như vậy chúng ta sẽ có 3 ma trận. Như vậy, chúng ta có SC và OM, ở đây là X, Y, Z. Chúng ta sẽ đặt là 2A trừ X số 0, X chia 2. Ở đây là Y, chúng ta chia hai số này lại, thì chúng ta sẽ có 2A trừ A trừ X, X chia cho 2. Ở đây là Z, chúng ta sẽ có 2A, 2A trừ A số 0.
Như vậy trong trường hợp này, chúng ta tính ma trận thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Thì chúng ta sẽ lấy A nhân D trừ B nhân C. Như vậy trong trường hợp này, nếu chúng ta áp dụng vào, thì chúng ta sẽ lấy 2A nhân cho x chia 2 trừ cho 0 nhân cho trừ x. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có AX. Tiếp tục, 2A nhân cho x chia 2 là AX. Trừ với trừ hành dấu cộng, thì chúng ta sẽ có thêm dấu trừ ở đây. Do cái cục này là trong ma trận á, cho nên chúng ta sẽ thêm trừ AX. Mà AX trừ AX chúng ta ra số 0 rồi. 2A nhân 0 là 0, trừ A nhân với lại 2A, thêm dấu trừ nữa thì cộng. Như vậy chúng ta sẽ có 2A bình phương. Bây giờ chúng ta áp công thức này vào đây, thì chúng ta sẽ có là cái cục này, nhưng tích vô hướng cái cục này. Như vậy, chúng ta đã có OC, thì chúng ta đã có đây rồi. Như vậy chúng ta có AX nhân A. Thì chúng ta sẽ có là A bình phương X. 0 nhân A là 0. Hay A bình phương nhân 0 là 0. Và bây giờ chúng ta có cái cục dưới này. Đó chính là độ lớn của cái cục này. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp công thức vào. Và chúng ta sẽ có như sau. Giá trị tuyệt đối của A bình phương X. Chúng ta vừa mới tính xong. Chia cho cái căn bậc 2. Thì chúng ta có độ lớn của cái cục này thì chúng ta có AX tất cả bình phương cộng với lại 2A bình phương tất cả bình phương. Thì chúng ta sẽ có giá trị tuyệt đối của A bình phương X chia cho cái cục này. Thì chúng ta sẽ có là A bình phương X bình phương cộng với lại 4a mũ 4. Bây giờ trong trường hợp này chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có là như thế này. Và chúng ta biết cái độ dài này nè, mình đã tính để nó cho sẵn là a căn 2 chia 2. Cho nên mọi người bình phương nó lên để bỏ cái căn bậc 2 đi thì chúng ta sẽ có a bình phương x tất cả bình phương. Cái cục này sẽ là a bình phương x bình phương cộng 4a mũ 4. Còn bên đây chính là a bình phương chia cho 2. Như vậy cái cục này là a mũ 4 x bình phương. Sau đó mình lấy cái cục này để lên trên số 2 để bên kia. Cái cục này sang bên đây thì chúng ta giảm xuống còn lại 1. Sau đó mình chia cho A mũ 4. Như vậy đặt căn bậc 2 chúng ta có x sẽ bằng 2a. Như vậy cái đoạn này chính là bằng 2a. Và chúng ta đã có hết tất cả các số rồi. Bây giờ chúng ta tính thể tích khối chốt thôi. V sẽ bằng 1 phần 3 diện tích của hình vuông nhân với chiều cao. Thì chúng ta sẽ có là 1 phần 3 2a 2a là diện tích của hình vuông nhân 2a là chiều cao. Chúng ta có 8a mũ 3 chia cho 3. Như vậy đáp án câu này cũng A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.